Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Tiền Thuật Toán và em là Cường Nguyễn. Thì cũng như trong cái nội dung video số 507, em đã có giới thiệu với anh chị về việc C98 họ đã cho phát hành stablecoin, kèm theo đó là những cái nhận định về cái cơ hội cũng như rủi ro nào cho nhà đầu tư đối với sự kiện này. Thì nói tiếp video số 507, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tiếp tục làm một cái video hướng dẫn cho các anh chị cái cách farming trên các cái nền tảng mà cái đồng CUD này nó đang hỗ trợ để tìm kiếm lợi nhuận. Thì trước khi đi vào nội dung chính của video, em cũng xin được nhắc lại một lần nữa, tất cả chỉ là mục đích thông tin chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Do đó các anh chị hãy tìm hiểu thật kỹ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Những gì em chia sẻ là giúp cho các anh chị biết được các thao tác và một số thông tin quan trọng mà thôi. Rồi bây giờ em xin phép mời các anh chị đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, em xin phép được lướt sơ qua ba cái nền tảng mà cái hiện tại là đồng CUSD này nó đang hỗ trợ farming. Thứ nhất đó là cái nền tảng Bayo Network. Thì cái APR hiện tại nó khoảng là 25,696% ở thời điểm em làm cái video này. Nền tảng tiếp theo đó là nền tảng trên Tron, thì nó sẽ rơi ở mức khoảng là 20,44% 44% trên cái cặp CUSD và USDC. Và cái nền tảng thứ ba trên Ethereum đó là Kyber Swap, thì nó sẽ rơi vào khoảng 32% APR. Thì như vậy giữa ba nền tảng này nó cũng có chút xíu sinh lệch, nhưng mà tùy vào điều các anh chị sở thích của các anh chị có thể lựa chọn một cái mạng lưới mà các anh chị phù hợp với anh chị muốn farm ở đâu. Thì trước khi mà thực hiện cái thao tác farm thì anh chị lưu ý cho em là anh chị hãy nếu mà anh chị tạo mới ví mới đó, thì anh chị hãy tạo một cái ví C98 trên cái tiện ích extension của Google Chrome ha. Sau đó anh chị deposit vào cái token chủ của mạng lưới đó, ví dụ như trên Kyber Swap thì là Ethereum, trên Charlotte Finance là đồng Tron, và trên Bayer Network là chúng ta sẽ deposit vào đồng BNB để làm phí gas ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước là thực hiện swap từ cái đồng đó sang CUD. Thì đây em sẽ hướng dẫn cho các anh chị trên cái mạng lưới Bayer Network, những cái mạng lưới còn lại thì nó cũng sẽ thực hiện tương tự thôi. Thì đầu tiên các anh chị sẽ thực hiện cái việc đó là gì, chúng ta sẽ swap cái BUSD sang cái CUD này. Thì hiện tại trong ví của em là em có là 100 cái đồng BUSD, em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thì bây giờ em sẽ thực hiện cái lệnh convert ha, chuyển 50 BUSD sang CUSD, để bấm convert thì nó sẽ thực hiện cái lệnh cho mọi người ngay. Thì đợi khoảng chút xíu thì nó sẽ thành công. Rồi sau một thời gian chờ đợi thì em vào ví kiểm tra thì cái BUSD nó đã được convert sang CUSD với tỷ lệ là 1:1 ha. Rồi chúng ta đã xong, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái trang farm, thì mình sẽ reload một cái để cho nó kết nối lại. Và khi mà nó đã reload xong rồi thì mọi người vào cái mục stake. Thì ở đây là nó sẽ cái này là chúng ta sẽ tách cái LP ha, chúng ta sẽ chọn cái hết luôn, chúng ta sẽ chọn hết luôn. Rồi sau một thời gian chờ đợi cái lệnh convert chuyển xong thì em sẽ vào ví kiểm tra cho mọi người cùng xem là hiện tại là đã có 50 CUSD và 50 BUSD. Tiếp theo chúng ta sẽ quay qua thì mọi người sẽ add cái liquidity mới vào, mọi người sẽ chọn cái CUSD và cái BUSD lúc nãy, thì mọi người sẽ bấm bấm chọn, sau đó chúng ta sẽ approve approve vào thì nó sẽ thực hiện một cái lệnh xác thực cái liquidity này. Chúng ta sẽ chờ một chút xíu, xong chúng ta sẽ tiếp tục approve cái BUSD vào một lần nữa, thì chờ khoảng vài giây thôi thì nó sẽ thực hiện xong cái này cho mọi người. Và hồi nãy thì trong cái quá trình mà cần vật em cảm giác cũng khá là lâu mọi người, và không có cái trang cud.c98.com. Rồi bây giờ khi mà đã thành công hai cái này vào thì chúng ta sẽ cùng cái ấn ấn supply để nó cái thực hiện cái bước cuối cùng, đó là cái bước hoàn thành cái LP ha, LP token. Thì mọi người cũng sẽ đợi một chút xíu nó sẽ thực hiện. Rồi khi mà xong rồi này thì mọi người đã có chính thức có một cái LP cặp BUSD và CUSD. Quay trở lại cái phần farm thì chúng ta sẽ kết nối ha, stake. Thì đây chúng ta đã có rồi, chúng ta sẽ bấm là full luôn, chúng ta sẽ test stake hết luôn. Rồi chúng ta sẽ bấm vào stake, sau đó thì chúng ta sẽ đợi một chút xíu để cho nó thực hiện cái lệnh, cũng khá là nhanh ha. Rồi vậy thì hiện tại là em đã thực hiện xong cái việc là add thanh khoản và tiến hành farm cái cặp BUSD và CUSD để ăn được cái đồng C98. Thì khi mà mọi người sau một thời gian đó nó đã hiện lên cái reward cho mọi người thì nó sẽ nằm ở đây, thì chúng ta có thể thu hoạch và chúng ta có thể rút hoặc là
rút thì bấm dấu trừ ha, và nếu mà chúng ta muốn add thêm thanh khoản thì chúng ta bấm dấu cộng. Đó, đó là cái thao tác thực hiện, nó cũng đơn giản thôi, thì mọi người có thể trải nghiệm. Và cuối cái video này em cũng xin lưu ý mọi người là nói chung bất cứ một dự án nào thì dù họ có cam kết tốt đến mấy thì vẫn có rủi ro, do đó chúng ta hãy tham gia với một có thể là trải nghiệm thôi, và tùy theo cái mức độ và khẩu vị đầu tư của mỗi người mà chúng ta quyết định là đầu tư nhiều ít vào cái tiền từng cái dự án của mình. Thì kết thúc cái video này thì em sẽ chuyển sang cái phần thực hiện hướng dẫn thao tác trên điện thoại để giúp cho mọi người có thể thực hiện được trên điện thoại. Rồi bây giờ xin phép mời các anh chị chuyển qua các phần giao dịch điện thoại. Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại cái phần hướng dẫn thao tác trên điện thoại. Thì nếu mà mọi người sử dụng điện thoại Android thì mọi người hãy vào CH Play, còn trên iPhone thì mọi người vào Apple Store và gõ cái cụm từ C98 có liền để cài đặt cái ví này nếu như mọi người chưa cài đặt. Rồi khi mà anh chị đã cài đặt xong rồi đó, chúng ta sẽ vào quay trở ra trang chủ và vào cái phần giao diện chính của cái ví. Thì trên cái phần giao diện chính của cái ví này á, thì chúng ta sẽ đầu tiên khi mà đăng nhập thì anh chị nó sẽ thấy nó hiện như thế này nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái việc, đó là chúng ta sẽ đồng bộ cái dữ liệu từ cái ví trên máy tính xuống, hoặc anh chị có thể tạo mới cũng được, nhưng mà đây thì em nghĩ là nên đồng bộ đi để chúng ta thực hiện thao tác luôn cho nó hai nền tảng nó cùng một cái giao diện, trùng một cái dữ liệu ha, nó sẽ dễ hơn. Rồi chúng ta sẽ bấm vào cái đây và chúng ta sẽ bấm vào cái mục này để chúng ta chọn vào Multichain và sau đó bấm khôi phục. Thì trên cái giao diện này anh chị nhớ là chọn Multichain, nhập cái tên ví mà anh chị mong muốn và dán cái cụm từ khôi phục này mà lúc anh chị tạo ví trên máy tính đã lưu rồi đó. Sau đó bấm khôi phục. Thì khi mà xong đợi một lát nó sẽ lót cái dữ liệu, và dữ liệu trên máy tính và dữ liệu trên điện thoại nó sẽ đồng bộ với nhau. Và cái này là em cũng nói luôn là cái giao diện trên ví Sin 8 thật sự nó rất là khó dùng nha, nó hơi rối nên là anh chị phải thao tác cho nhiều lần để quen. Thì em cũng cảm giác là rất là khó khăn khi mà thực hiện cái thao tác trên điện thoại, nhưng mà hy vọng chúng ta sẽ làm nhiều để quen với giao diện này. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cái thao tác trên cái phần giao diện điện thoại nó giống như trên máy tính thôi. Thì mọi người sẽ bấm vào cái mục này nè, cái phần quả địa cầu trình duyệt này nè, và mọi người chọn giúp là PC. Sau đó mọi người kéo xuống phía dưới chọn cái phần là Payment, mở cái sàn nó lên. Và ở đây thì giao diện nó lúc này nó đã quay trở lại giống hệt như trên máy tính thôi, vì mọi người chỉ việc thực hiện tương tự như cái phần mà trên máy tính. Thì sẽ bấm vào cái dấu ba gạch này và bấm vào farm để kiểm tra phần thưởng cũng như là bổ sung thêm thanh khoản và là rút bớt thanh khoản đi. Thì tới đây thì gần như nó đã quay trở lại cái phần giao diện trên máy tính rồi, thì em sẽ không hướng dẫn chi tiết thêm nữa. Thì cái phần hướng dẫn trên điện thoại thì chắc là em sẽ dừng lại ở đây. Và trước khi kết thúc video này thì em cũng xin được cung cấp cho mọi người một số thông tin quan trọng, đó là trong thời gian sắp tới thì em và team sẽ cố gắng research thêm nhiều dự án để có thể giúp được mọi người kiếm được cái lợi nhuận trong cái lúc đao trend như thế này, thì bằng cách có thể là trên các nền tảng khác, thì để giúp cho mọi người có được một chút cái cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong cái lúc đao trend, bởi vì hiện tại cũng rất là khó khăn. Thì mọi người hãy follow team và follow em để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất mà em sẽ cung cấp cho mọi người, cũng như những cái dự án mà có thể giúp cho mọi người kiếm được thu nhập trong cái thị trường nó đang xấu như thế này. Rồi bây giờ thì cái video này em sẽ xin phép dừng lại đây, và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.